Xin chào các khán giả, hôm nay mình sẽ đem đến một bộ anime vô cùng hài hước về một thanh niên số hưởng không những trở nên đẹp trai còn được gái bu như rồi. Cùng mình đến với bộ phim chuyển sinh đẹp trai, xin mời các bạn cùng theo dõi. Quay về quá khứ nam chính xe chi vừa béo vừa xấu lại bốc mùi khiến cả lớp cô lập thường ngày hay bị bắt nạt. Nhưng từ hôm nay trở đi mọi thứ đã khác, trong một lớp học đang ồn ào, đột nhiên bị ngắt bởi một chương trình quảng cáo trừ xe chi ra tất cả học sinh đều quay về chỗ ngồi của mình. Người trong quảng cáo tự xưng là chúa, ông ta sẽ triệu hồi tất cả mọi người trong lớp đến một thế giới khác và tất cả mọi người đều được cung cấp kỹ năng cơ bản có thể xác định được thuộc tính riêng của mình và có khả năng xác định được các mục và hộp vật phẩm dịch chuyển sẽ bắt đầu trong vòng 10 phút nữa tất cả học sinh trong lớp đều chạy ra thành nhóm xe chi vốn cũng muốn tham gia nhưng bởi vì những người vượt qua đều xác định được thuộc tính của mình bản thành tích xuất sắc khiến anh ta bị tất cả lớp ghét bỏ sau khi tất cả mọi người đã dịch chuyển chỉ còn lại mình anh ta đứng im tại chỗ trong lớp chưa thấy anh ta đáng thương vì vậy đã thêm cho anh ta một kỹ năng đặc biệt. Sau khi xe chi đến thế giới khác, anh ta đã ở trong rừng 5 ngày rồi, suy chút nữa thì chết đói. Đang đói thì anh ta may mắn thấy trái cây trên đường. Mặc dù bề ngoài trông không ổn lắm nhưng loại quả này có một cái tên vô cùng lợi hại, trái cây tiến hóa. Sau khi anh ta ăn, nhận thấy quả này vô cùng khó ăn vì để tiếp tục sống, anh ta vẫn miễn cưỡng ăn tiếp, sau đó xe chi lại tiếp tục đi tìm thức ăn là bụi cỏ ra. Anh thấy vài con khỉ không biết đang làm gì một kỹ năng thẩm định phát hiện ra đám khỉ này là cấp 120. Anh bị dọa bởi vì anh ta mới chỉ cấp độ 1. Nhân lúc ba con khỉ rời đi, anh ta lén trộm đi đúng hoa quả mà chúng con lại vào túi vật phẩm ra cầm. Đồng trái cây tiến hóa này thuận tiện cầm lên lọ thuốc phục hồi cấp cao nhất bên cạnh. Sống ở trong rừng đã một tuần, anh bây giờ đó không chịu được, cầm một cây nấm với dấu chấm hỏi trong tay lên và ăn suýt chút nữa thì anh ta chết. Để không lãng phí thức ăn, anh đã đem hai trái quả tiến hóa ăn hết, sau đó phát hiện được cho người đã được giải rồi. Lúc này anh ta mới nhận ra công dụng của trái cây tiến hóa đối với hành vi lãng phí của mình, cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì sao có một con khỉ đến đánh bay anh ta? Anh không nhiều lời lấy ra thuốc phục hồi, sau đó đấu với con khỉ. Kết quả không cần nghĩ cũng biết một tên cấp một yếu đuối, đương nhiên không đánh lại một con khỉ cấp 120 sau khi bị trà đạp trên mặt đất. Cuối cùng anh ta dựa vào kỹ năng mùi hôi trên cơ thể, trực tiếp giết chết con khỉ. Đây thật sự là uy lực đỉnh cao con khỉ sau khi chết liền phân thành thực phẩm xương khỉ thịt khỉ da khỉ và các thẻ kỹ năng hoàn toàn là trang bị của con khỉ trước đó trải qua trận đấu lần này xe chi đã học được bốn kỹ năng cơ thể cũng lần đầu tiến hóa sau một trận đau khổ anh ta gầy đi rất nhiều qua năm tháng điên cuồng thăng cấp sức mạnh của anh đã thay đổi chấn động con sói trắng cấp 311 cũng dễ dàng đánh bại sau khi quái vật bị chết thường biến thành vật phẩm kinh nghiệm to lớn lại lần nữa khiến xe chi tiến hóa lần này cũng là lần tiến hóa thứ 9 của anh ta nhưng sau khi tiến hóa hoàn thành, anh rất mong chờ mình sẽ biến thành cái gì. Lúc này, một số lượng lớn khỉ thông minh xuất hiện bao vây anh ta, đặc biệt là con khỉ màu đỏ. Trước mắt nó đã vượt qua cấp 700, xe khi hoàn toàn không phải đối thủ bị nó đánh đập liên hoàn. Anh nhớ lại những ngày tháng bị bắt nạt trước đây sử dụng chưa bốc mù của mình, sau đó con khỉ chạy đến ôm cậu ta về nhà chuẩn bị kết hôn, cô gái lại thích một chàng trai có mùi. Ở trong một hang động bằng cây. Sachi đang nhận được sự chăm sóc tận tình của cô vợ Sajia bởi vì cô coi anh là định mệnh của mình. Vì vậy Sajia vô cùng yêu thương, chăm sóc anh ta. Đối với loại chuyện này, anh ta vô cùng cự tuyệt, nhưng chiêu của nó thật sự quá đỉnh. Không những có tài nấu ăn siêu cao còn tận tâm, Sachi và Sajia cùng nhau nói về việc liên quan đến tiến hóa, bởi vì Sajia đã ăn quá nhiều quả tiến hóa. Vì vậy dự định thu nhập về cho nửa kia của mình. Ai ngờ toàn bộ đều bị lấy cắp, nó vô cùng tức giận. Thời gian số quả đó đều bị xe ăn hết rồi. Vì vậy, Sazia không tức giận nữa, chỉ cảm thấy chuyện này dường như là vận mệnh sắp đặt, vì vậy càng thích anh hơn. Cùng lúc đó xe từ chối tình yêu của Sazia, nắm lấy cơ hội, lập tức chạy ra khỏi động. Vừa hay Sazia cũng phát hiện khi sử dụng skill Setsuna để kéo dài khoảng cách đến trước một hang động tràn ngập mặt quỷ dị. Cả một bộ xương mà pháp sư tên pháp sư này đã dùng skill để chờ đợi năng lực của mình, khiến bản thân hiển thị về cấp 1 nhưng sau khi phát hiện xe chi chỉ là một tên yếu ớt lộ ra thực lực thật của mình gấp 1.500 nhưng thật đáng tiếc đẳng cấp không cân xứng tốc độ lại không theo kịp tên pháp sư không nói nhiều anh còn chưa kịp phản ứng nó đã đỡ thay anh một kiếm nhìn cảnh này nước mắt anh ta rơi xuống nên lúc anh ta đang thương tâm tên pháp sư chế nhạo tình yêu của anh và xe gia lấy ra cây kiếm chém về phía pháp sư trong lúc chiến đấu anh ta cũng thừa nhận mình thích xa gia. Mặc kệ sự chế giễu của pháp sư anh sử dụng phép thuật mạnh nhất in Inbak tấn công, sau đó bị hắn ta cản được, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ. Cầm chắc, cây kiếm dùng kỹ năng Setona đâm thẳng vào ngực pháp sư, điều này khiến pháp sư nghìn năm vô cùng kinh ngạc, biến trở lại hình dạng con người. Ban đầu, cùng với cô hầu gái Mary cũng thăng thiên. Sau đó, từ một con khỉ hồng, Sezia đã biến thành một cô gái nhỏ xinh đẹp, giọng nói cũng biến thành giọng nữ se chi, cảm thấy vô cùng tuyệt vời anh ta mở chiếc dương ra phát hiện bên trong có một chiếc áo, vì vậy đưa cho Sazia mặc và anh ta cũng bị vẻ đẹp quyến rũ, làm cho chảy cả máu mũi. Việc đánh bại Pháp Sư giúp Nam chính nhận được rất nhiều skill cao siêu và kinh nghiệm mà Pháp cũng khiến anh ta tiến hóa. Bước cuối cùng, điều này lại khiến cho anh ta càng đẹp trai hơn, khiến Sazia mê đắm. Lúc này, người bảo hộ lâu đài xuất hiện bởi vì Sechi là người đầu tiên thông qua được lâu đài này. Vì vậy giao cho anh ta phương pháp nuôi dưỡng quả tiến hóa thuận tiện cho anh ta một chiếc mũ bảo hiểm và Sazia một chiếc váy mới, sau đó đưa hai người đi đến một nơi khác. Hai người bắt đầu hành trình ra khỏi rừng đến thành thị gần nhất đăng ký làm mạo hiểm giả thì bọn họ có giấy xác minh danh tính rồi. Trên đường không ngờ lại gặp Slim, loài hạ đẳng của hạ đẳng này không ngờ lại cấp 88, trong khi xe chi của chúng ta mới cấp 1. Buồn của anh, anh chỉ chém nó một nhát mà uy lực đã mạnh như vậy đúng là cái thể chất đáng ghen tị mà. Anh lại nhận được thêm kỹ năng mới sức mạnh của anh ngày càng cách xa khỏi khái niệm con người. Chiếc mũ bảo hiểm cũng vì thế mà tiến hóa thành áo choàng. Chuyện anh nắm giữ sức mạnh như quái vật sẽ không còn bị lộ ra, bọn họ đã đến được thành thị gần nhất. Nhưng lại gặp khó khăn khi không có giấy xác minh nên bọn họ bị chặn ở cổng thành. Vậy nên hai người phải đặt tay lên bảo ngọc sự thật để kiểm tra xem có phải tội phạm hay không. May mắn hai người đều đủ tư cách vào thành. Khi biết hai người định đến hội mạo hiểm giả xác minh danh tính, anh lính trong cổng tốt bụng nhắc nhở riêng chỗ đó bỏ đi thì hơn còn vô cùng nhiệt tình nói nếu có chuyện gì xảy ra, xe chi cứ đến chỗ anh ta, anh sẽ tư vấn miễn phí cho. Nhưng xe chi vẫn quyết định đến hội xem thử. Không xem thì thôi, xem rồi thật sự làm mù mắt nam chính. Vừa mở cửa đã thấy một cô gái xinh đẹp chơi trò ấy với lão mập. Bên kia có một tên đang dùng răng cắn nát chai thủy tinh. Một tên to đầu rồi mà vẫn ngậm vú sữa. Hơn nữa còn một tên biến thái thích khoe hàng với sở thích muốn bị đánh để máu bắn vào xịp nữa chứ. Đây rõ ràng là hang ổ của bọn biến thái mà. Khi xe chi định rời đi không muốn mắt của Sazia bị vấy bẩn thì đột nhiên tên cùng khoe cơ bắp kiêm chủ hội này xuất hiện ép hai người đi vào. Nhìn thấy không khí vui vẻ nơi đây cộng với nơi đây là trụ sở chính của hội. Cũng chính là nơi thu thập mọi thông tin trên thế giới này điều này rất có ích cho anh tìm thấy bạn học của mình. Đúng lúc này ba tên cao to lực lưỡng, hổ báo bước vào tìm tới xe chi. Hóa ra bọn họ muốn mở tiệc lột đồ chào đón lính mới. Nhưng đối với trai tân như xe chi thì cái này khó nhằn quá rồi anh hoảng loạn bỏ của chạy lấy người phi thân lên nóc nhà. Ba tên kia vẫn cố đuổi theo nhưng không kịp. Cuối cùng cậu cũng thoát nạn, thân hồn lạc phách quay lại hội. Lễ Tân thông báo từ giờ hai người sẽ làm bài kiểm tra. Mặc dù nói kiểm tra nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, thực ra là đánh giá xem khả năng của người đăng ký đến đâu để hội còn ghép nhiệm vụ tương ứng. Yêu cầu gửi đến hội chủ yếu là làm nhiệm vụ tiêu diệt, thu nhập, việc vặt và bảo vệ. Đánh giá thực lực sẽ được tiến hành bởi một trong số đó. Nhiệm vụ giám sát giao cho mạo hiểm giả cấp A Achiya game hay còn gọi Achiya tai họa. Một cô gái xinh đẹp với thân hình vô cùng mờ lem mờ lem làm nam chính không thể rời mắt. Nhiệm vụ lần này chỉ toàn việc vật gồm trợ giúp cô nhi viện, giải thể khu phế tích và cuối cùng là dắt chó đi dạo. Trên đường đi, Sechi còn không ngừng thả thính Achiya nói cô cười lên rất dễ thương khiến cô ngại ngùng đỏ mặt. Sazia sẽ làm nhiệm vụ trợ giúp cô nhi viện. Còn Sechi sẽ làm hai nhiệm vị còn lại. Trên đường hai người đến khu phế tích, thấy cậu bé bị ngã, Achia bước tới bôi thuốc cho cậu bé. Không ngờ bó gỗ bên cạnh bất ngờ đổ ụp xuống. Sechi lo sợ chạy đến, Achia đã kịp thời dùng kỹ năng phòng ngự đỡ chúng. Dường như cô đã quá quen thuộc với những tai nạn kiểu này. Đứng trước khu phế tích, Achia còn đang chưa biết bắt đầu từ đâu, Sechi đã bước vào đẩy nhẹ một cái cả khu này đều đổ sập xuống. Achia hoảng loạn bắt đầu đào bới, từ nhỏ cô đã mang thể trạng này, khiến cho những người xung quanh đều phải chịu bất hạnh. Vậy nên cô đã quyết định chẳng dựa vào bất kỳ ai, đơn độc sống một mình vậy mà cô lại mềm lòng nhận lời làm giám thị. Cô đang vô cùng tự trách thì xe chi từ đống đổ nát chui ra. Anh chàng bị chửi té tát vì hành động bồng bột của mình. Khi A, -chi A lấy lại bình tĩnh, hai người tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ tiếp theo. Bên này trong cung điện, bạn bè của xe chi đang trải qua khóa huấn luyện vô cùng khắc nghiệt bởi tướng quân không muốn bọn họ phải chết. Mặc dù bọn họ không liên quan đến cuộc chiến nơi đây, vậy mà việc tiêu diệt ma vương lại phải dựa dẫm vào họ. Bọn họ từ một thế giới hòa bình xuyên không đến đây để đối mặt với chiến tranh làm tướng quân vô cùng khó chịu. Quay trở lại với Nam Chính, nhiệm vụ cuối cùng là dắt chó đi dạo, nhưng chó đâu không thấy chỉ thấy một con sói siêu to khổng lồ đang đuổi theo cậu. Achia cũng dần dần mở lòng vui cười nhiều hơn trước. Khi làm xong nhiệm vụ bọn họ quay lại hội lấy thủ lao. Tên chủ hội biến thái không ngờ lại lấy tiền từ chỗ ấy. Sechi và Sazia đang chưa biết tối nay nên nghỉ ở đâu thì Achia lên tiếng hai người có thể ở nhà trọ cô đang ở không hiểu tại sao trong bữa ăn chủ hội đã dơ chỗ có vải duy nhất trên người anh ta lắc lư trước mặt cậu chủ hội thấy cậu chưa có ngựa bèn muốn giới thiệu cho cậu một nơi để mua vì ngựa là thứ thiết yếu đối với mạo hiểm giả cấp cao để phục vụ cho khả năng chiến đấu khả năng đi xa khả năng tải hàng thì ngựa là thứ phải có tên biến thái này lại lôi từ chỗ có vải duy nhất trên người anh ta bản đồ đến trại mua ngựa hôm sau xe chi hành trình đi mua ngựa ông chủ ở đây tưởng rằng cậu đến đây vì muốn tham gia cúp vương đồ đó là cuộc đua vòng quanh tường thành bằng những sinh vật giống ngựa, sử dụng vũ khí, tuy nguy hiểm nhưng bù lại người có thứ hạng cao sẽ nhận được những phần thưởng xa xỉ. Ông chủ khoe khoang, tiệm mình toàn ngựa tốt thôi. Nam chính cạn lời, trong tiệm có mã long khá được mạo hiểm giả ưa chuộng. Ô sự chú ý của ta đã va phải cái mặt ngu ngốc của con nai ngựa này, nhìn thế thôi chứ mã lực cao gấp đôi mã long, nhưng ông chủ mới vỗ vai cái con nai ngựa này đã lên tây thiên luôn rồi. Nai ngựa vì ngốc nên rất dễ chết, quên hít thở nên chết vấp chút cũng chết, động nhẹ cũng chết. Dù chỉ một động tác sai lầm nhỏ thôi cũng khiến nó đột tử. Hai con này đều không được, vậy chỉ còn lại một con duy nhất thôi. Ông chủ giới thiệu từ khi được sinh ra, con ngựa bất kham này chưa từng thân thiết với ai. Nam chính còn đang băn khoăn đây nào phải con ngựa là lừa mới đúng. Thì ông chủ được ăn đạp yêu thương từ chú lừa này. Này thì dám sờ nó này, chỉ có ai được nó công nhận mới được sờ vào nó thôi. Khi nam chính bước vào, Ne bắt đầu tung cước, may mắn cậu nhanh nhạy nên né kịp khi con lừa tiếp tục định tung đòn thì bị nam chính dùng tay nắm chặt chân nó lại tung nó lên trên cao sau khi thấy sức mạnh của cậu thái độ của nó thay đổi 180 độ quỳ xuống nhận cậu làm chủ nhân của mình khi ông chủ không đồng ý bán nó đi nó tung cước cho ông biết thế nào là lễ hội cậu thành công mua được lulu về khi đang đi trên đường xe chi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô bé bán tranh lần trước và một tên tóc vàng hóa ra anh chàng cờ dây này đang thuyết phục may tham dự đại hội tranh kazati đây chính là đại hội triển lãm tranh danh giá nhất được tổ chức tại vương quốc này một tháng sau cúp vương đồ nhưng may vô cùng tự ti để tiếp thêm tự tin cho cô xe chi quyết định tham dự cúp vương đồ đấy lại thả thính con gái nhà người ta nữa rồi khi biết nếu được hạng năm thì sẽ nhận được con tam buli con cá siêu to siêu khổng lồ với hương vị như một tuyệt tác nghệ thuật nghe đến đây Lulu Ne không khỏi động lòng quyết tâm tham gia giải đấu Cuối cùng cũng đến thời gian thi đấu quốc vương đồ. Sazia và Atia ở hàng ghế khán giả cổ vũ cho Sechi và Lulune. Khi biết phần thưởng hạng hai là bộ sưu tập ảnh lem lem của đoàn trưởng Vakiji và phần thưởng cho người vô địch là được sinh hoạt một ngày cùng với đoàn Vakiji. Một người một ngựa lại trực tiếp hóa đá. Lulune chỉ muốn lấy được con cá tam buly thôi. Lúc này, Cờ dây và may cũng đến muốn khuyên anh rút lui vì cuộc đua quá nguy hiểm. Nhưng cậu nói với cô, bước đi đầu tiên ai cũng lo sợ cả nhưng nếu có ai đó thúc đẩy phía sau, nhất định có thể bước được bước đầu tiên đó. Luật chơi rất đơn giản. Sau khi xuất phát và ra khỏi cổng chính thì chạy một vòng quanh tường thành quay được trở lại điểm xuất phát là về đích. Các hành động gây cản trở giữa các tuyển thủ trong lúc thi đấu đều được cho phép. Cuộc đua chính thức bắt đầu, chưa gì lũ nai ngựa đã đột tử do tiếng pháo mà chết. Mới bắt đầu mà đã có 20 người bị loại. Bên này, Lulu ne vô cùng máu chiến giờ lại vô cùng chậm chạp. Hóa ra do quá hào hứng với Tam Tambuli nên nó đã bỏ bữa sáng. Xe chi đành tìm trong túi không gian xem có gì cho nó ăn tạm không. Cuối cùng cũng móc ra được bộ dụng cụ trồng trọt trái tiến hóa cho Lulu Ne ăn một trái. Cuộc đua bên kia vô cùng gay cấn. Khi hai người này tranh hạng nhất, cô gái bắt đầu dở trò. Dùng sao triệu hồi sói muốn đánh rớt toàn bộ đối thủ. Lũ sói ma vật cấp B bỗng chốc xuất hiện. Hơn nữa còn có cả sói địa ngục cấp A cũng đến. Thấy tình hình vô cùng nguy hiểm, MC đang định dừng cuộc thi tại đây. Thì lúc này, Sechi và Ne vùn vụt lao tới cậu ngồi trên lửa lắc vô cùng nghiêm trọng không ngờ cũng có một ngày sắp bị say lửa lu lu ne lao vun vút bay lên đập cho đám sói ma vật cấp bê ra bã rồi tiếp tục xông lên cho con sói địa ngục một đạp trúng mũi ai bảo cái tội dám cản đường bà à sau khi thành công tiêu diệt đám sói các tuyển thủ khác vô cùng hoảng sợ xin rút lui một người một lừa cứ thể trở thành quán quân khán giả vô cùng vui mừng trước kết quả này trái ngược với không khí vui mừng này lu lu ne không vui tẹo nào nó lỡ chân làm mất tam bu rồi xe chi động viên lần này không được thì còn lần sau. Với lại trong thế giới này nhất định còn có thứ ngon hơn thế. Cậu vô cùng biết ơn khi hôm nay nó đã cố gắng. Nó nức nở ôm cậu trong lòng, muốn theo cậu chọn đời. Đúng lúc này, cơ thể của Lulu ne phát ra ánh sáng màu vàng. Biến thành cô em quyến rũ không mặc quần áo xông vào lòng nam chính. Hai cô gái thuộc quân đội Vakiji bước vào áp giải cậu đi. Oan uổng quá, cậu có phạm tội gì đâu. Bên này, Ma Vương cũng đang tiến hành cuộc họp với các đoàn trưởng về vấn đề kết đồng minh với Vương quốc Khoenber. Mọi người trong phòng họp vô cùng ngạc nhiên. Ma Vương quyết định như vậy vì quốc vương của Vương quốc Khoenber đang tích cực gây dựng mối quan hệ giao hảo với ma tộc. Hơn nữa, người đánh bại Hắc Long Thần cũng do một người của Vương quốc Khoenber làm. Bên này, Xe Chi được đưa đến lâu đài, tưởng chuyện gì hóa ra là do cậu giành giải vô địch cuộc thi Vương Đô nên được vào quân đoàn bọn họ trải nghiệm một phen. Hết hồn à, tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ, chưa gì mới vào đã thấy quân đoàn trưởng lưu y chỉ dùng một nhát kiếm hạ gục tất cả mọi người trong nháy mắt rồi từ từ tiến lại cậu đưa cậu thanh kiếm gỗ khoan dừng lại hai giây hai người còn chưa chào hỏi cứ thế vào chuyện chính luôn à cậu chỉ muốn về thôi còn bên kia bạn dọc của cậu cũng được chuyển đến học viện ba bè không ngờ nơi này hội trưởng lại gặp những thành phần bất hảo đối đầu với mình lúc trước bọn họ không ngừng khích bác và muốn thi đấu xem đội nào sẽ giết được nhiều ma vật hơn tên cầm đầu còn dồn hội trưởng vào tường không ngờ lại bị ăn một cái tát, cô không có thời gian rảnh để tỉ thí mấy trò xấu xa đó. Ba người như không có việc gì rời đi nhưng trong lòng lại nghĩ cách phải dạy cho cô một bài học. Quay trở lại trận đấu của xe chi với Louis, cô không thèm nghe cậu nói cứ tấn công liên tục. Còn cậu phải né đông né tây, cậu gào thét cô có thể nghe cậu nói hay không. Lúc này hòa quang nam chính chiếu dọi, ngoài ra còn lĩnh hội được kỹ năng phản xạ phòng vệ hát văng kiếm của cô, giành chiến thắng. Mọi người có mặt vô cùng ngạc nhiên, đến cậu là người chiến thắng còn ngạc nhiên há hốc miệng đây này. Louis tiến tới nhận cậu làm sư phụ, gái đẹp cầu xin cậu đương nhiên đồng ý rồi. Khi cô muốn kéo cậu tiếp tục đi giao chiến thì lúc này nghe được tin nhà vua bị tấn công. Vì cậu là người ngoài nên không muốn cậu dính líu vào rắc rối muốn cậu đi về. Lúc cậu muốn về thì không cho về, giờ cậu ứ về đấy, lêu lêu. Cậu dùng kỹ năng thế giới nhãn tìm ra được hung thủ, không ngờ đối phương lại là một đứa trẻ. Xe chi dùng khả năng của mình thu thập thông tin của đứa bé, Đứa bé tên là Oziga mới 8 tuổi là một bé gái, tình trạng bị lệ thuộc. Cô nhóc đang tiến về phía cậu, thấy cậu cô bé nhanh chóng ném phi tiêu về phía cậu. Nhưng cơ thể cậu vô địch thì sợ bố con thằng nào chứ? Tự động kỹ năng phản xạ phòng vệ được phát động, cậu ném phi tiêu về phía cô bé, dính cô lên trên tường. Đứa trẻ vẫn không chịu thua tiếp tục tiến lên tấn công nhưng đòn tấn công của cô bé đối với cậu đều vô dụng. Cậu nhanh tay đánh ngất cô bé, thực sự không hiểu nổi tại sao một đứa trẻ lại ám sát Đức vua chứ? lúc này quân đoàn cũng tiến đến khi nghe xe chi nói đây kẻ đã ám sát đức vua bọn họ có chút không tin nổi louis nhờ lona tra khảo cô bé lona trông thế thôi nhưng lại là thẩm tra viên đứng đầu cả nước cô là người duy nhất mater được khóa học sm của nữ vương elis khi nghe tin hung khí mà cô bé này đâm vào người bệ hạ là một con dao bị nguyền rủa lời nguyền bị ếm vào con dao có tên giấc ngủ vĩnh hằng tức là bị nó đâm chúng thì không bao giờ có thể tỉnh lại được xe chi thấy vậy vô cùng muốn giúp bọn họ nên muốn thử xem có thể dùng cách này cứu nhà vua không. Lúc này đoàn trưởng ma pháp sư đoàn cũng là anh trai của Louis cũng tiến tới chào hỏi cậu. Mặc dù bọn họ đã dùng ma pháp phục hồi chữa lành được vết thương nhưng không thể chặn lại lời nguyền được. Mọi người đều đặt hy vọng lên người cậu, nếu không có phép nào giải lời nguyền thì chỉ cần tạo ra là được. Kỹ năng sáng tạo ma pháp được phát động, nhưng cậu cần tưởng thưởng rõ ràng cái gì vậy, không những vậy còn còn nghĩ mấy cái lời nguyền không đâu. Sốc lại tinh thần, cậu phải tưởng tượng cảnh đức vua khỏe lại. Tưởng tượng, tưởng tượng, cậu có hiểu không? Sao giờ lại thành niệm chú khỏe lại đi, khỏe lại đi? Còn nói ra khỏi miệng làm mọi người hết sức sững sờ. Cậu đang vào đầu bứt tai vì hành vi của mình. Không ngờ ma pháp đảo ngược khỏe lại đi đã được tạo ra. Lời nguyên giấc ngủ vĩnh hằng bị đảo ngược lại thành lời nguyên vĩnh viễn khỏe mạnh. Đức vua cuối cùng cũng đã tỉnh lại, mọi người hết sức vui mừng. Để cảm tạ nhà vua muốn ban thưởng cho cậu, chỉ cần là việc ông có thể là được thì ông sẽ làm. Lúc đầu xe chi từ chối nhưng Y lại nói việc cứu mạng của Đức vua đồng nghĩa với cứu toàn bộ những người đang sống ở đất nước này, bảo cậu đừng ngại. Suy nghĩ một chút cậu chỉ muốn một yêu cầu. Còn phía bên kia, tướng quân đang diện kiến nhà vua nước láng giềng để hỏi về những anh hùng được triệu hồi. Nhưng đối với ông ta bọn họ chỉ là đám nô lệ, ông ta đã gửi bọn họ đến học viện Barbeder. Nhóm quân đoàn Mỹ nữ cũng đi tắm rửa, bọn họ bắt đầu nói chuyện phiến. Lula trà lưng cho Y vô cùng khen ngợi làn da mịn màng như lụa của cô. Phần thưởng mà Xe Chi muốn nhận được từ nhà vua lại là trở thành đối tượng luyện kiếm và ma pháp cùng với nhóm Louis. Điều này làm các cô gái trong quân đoàn đổ rầm rầm vì cậu. Cảnh quay trở lại với Xe Chi đang trả lưng cho nhà vua. Ước mơ của bệ hạ là một ngày nào đó ông có thể xây dựng bể tắm công cộng khắp toàn bộ thế giới này. Và giờ thì màn tra khảo kẻ ám sát đã được bắt đầu. Luna vậy mà lại dùng chiêu lấy đồ ăn ra mà giữ người ta lại tự ăn một mình. Thật đúng là dã man mà. Sechi và Lui đập cửa xông vào cửa trói cho cô bé và cho cô bé ăn. Bọn họ phát hiện vòng cổ cô bé đeo là ma cụ được gọi là vòng nô lệ. Kẻ đeo nó phải phục tùng mọi mệnh lệnh từ người đeo nó cho mình. Khi có ai khác ngoài người đeo chiếc vòng lên thì cô bé đều phải chịu sự tra tấn vô cùng đau đớn. Bên này, Sechi lại muốn sử dụng kỹ năng sáng tạo ma pháp để tháo vòng nô lệ cho cô bé. Nói đến giải phóng cậu nghĩ ngay đến tổng thống Linh Dâu rậm. Bùm, tổng thống Linh đã xuất hiện, người gọi ông ra còn hoang mang hơn bọn tôi thế. Ma pháp giải phóng tổng thống Lin đã được sáng tạo ra thành công tháo chiếc vòng ra. Cô bé khóc vì quá vui mừng. Đế quốc Kaiser đã đàn áp người thú như cô bé. Mẹ của Oziga đã bị đưa đến trại tập trung. Trẻ em trong tộc người thú bị gửi đến cơ sở huấn luyện đặc biệt bị huấn luyện trở thành cỗ máy giết người và những đứa trẻ sống sót sẽ trở thành sát thủ. Kể từ đó, Oziga đã sống dưới danh nghĩa biệt đội ám sát trực thuộc hoàng tộc Đế quốc Kaiser. Cô bé bị cái vòng cổ đeo vào người và đã giết rất nhiều người từ trước đến nay cô cảm thấy đôi tay của mình đã nhơ nhuốc đến tận cùng. Xe chi nói với cô bé kẻ xấu là đế quốc cai sơ không phải cô bé. Người thú hay con người thì đều là người cả. Cậu nhận Oziga làm em gái mình và muốn cô bé ở cùng bọn họ. Nhưng cô bé lo lắng bản thân là kẻ phản bội, ở cùng cô thì sẽ bị đế quốc cai sơ nhắm đến. Xe chi có khả năng vô địch thì sợ gì chứ? Lúc này, Louis bước tới nhờ cậu trong thời gian cô đi vắng có thể làm hộ vệ cho bệ hạ. Hắc Thánh Kỵ Sĩ đã báo lại rằng gần đây có những động thái bất thường của ma vật ở gần biên giới. Chỉ mỗi quân của Hắc Thánh Kỵ Sĩ thôi thì có lẽ sẽ bị đẩy lùi. Do đó cô sẽ dẫn đội Vaki Di đến đó tiếp ứng. Bọn họ ngay lập tức lên đường, mặc dù Louis không định mất nhiều thời gian ở đấy. Nhưng di chuyển thôi đã tốn ít nhất một tuần rồi. Hạ ma vật xong và giải quyết hậu quả thì có lẽ phải mất trên một tháng. Xe chi vẫn tiếp tục chăm chỉ luyện tập ma pháp. Có kim mài sắt có ngày thành kim. Từ trước đến nay, cậu chẳng thể ra tay nhẹ nhàng được càng lúc càng gần với quái vật hơn lúc này gaso và ellit cũng đi tới bọn họ cần dẫn theo ông cụ này đến chỗ bệ hạ xe chi hoang mang hồ quỳnh hương không biết đây là ai thì bị Fozio nạt cho một trận ông chính là ma thánh ba nabat là người tinh thông toàn bộ ma đạo là ma thuật sư giỏi nhất cuối cùng đám người cũng đến diện kiến nhà vua hai con người gaso và ellit biến thái này dùng cách vô cùng kỳ dị để diện kiến nhà vua nhưng nhà vua đã quen rồi nên không hề để bụng Đúng lúc này, Ma Thánh tiến đến, thấy ông nhà vua vô cùng ngạc nhiên. Đức vua quỳ xuống xin lỗi Ma Thánh mặc dù không cố ý những đã ngồi cao mà đối diện với ông. Hóa ra, Ma Thánh chính là thầy của Đức vua khi xưa, nhà vua gọi người bê ghế cho ông ngồi. Elit lại bày trò, không ngờ Ma Thánh lại vô cùng hưởng ứng. Quay lại chính sự, Ma Thánh đến đây vì học viện của mình, học viện Ma Pháp Ba Bè Đờ. Chuyển cảnh đến học viên, hội trưởng hội học sinh đang chiến đấu với mấy tên áo giáp. Cô vô cùng nhẹ nhàng mà hạ gục chúng nhưng đổi lại là ánh mắt không mấy thiện trí của mọi người. Hiện giờ cô chỉ đi lại trong trường thôi cũng bị những con mắt khó chịu dòng ngó là do ảnh hưởng từ bọn Kitsa xa ra gì. Quay lại với cuộc nói chuyện giữa nhà vua và ma thánh, kể từ khi những anh hùng từ thế giới khác đến học tại học viện những chuyện rắc rối cứ thế diễn ra. Đúng lúc này, có tin cấp báo từ đội cảnh vệ rừng. Đội quân ma vật xuất hiện tại khu rừng gần đây và trên đường xâm lược tới Tơ VL này. Số lượng lên tới 5.000 con đều ở cấp độ bót cả, nhà vua nghe tin mà choáng váng tình hình biên cương cũng không khá là bao nơi đây bị lấp kín bởi ma vật trước khi lưu y tới đây hắc kỵ sĩ đã tiêu diệt một lượng khá lớn rồi nhưng chúng vẫn cứ chui ra từ đâu đó không hề dừng lại bọn họ quyết định nhất loạt tấn công xuyên thủng khí thế của chúng tên béo này dùng quả cầu ma thuật theo dõi trận chiến tất cả đúng như kế hoạch cầm chân được hắc thánh kỵ sĩ và kiếm kỵ sĩ tại biên cương trong khi đó lực lượng tại tơ vl ít ỏi theo suy tính của hắn thì chắc sẽ thất thủ một cách dễ dàng thôi hắn cảm thấy dù bọn họ có phản kháng thế nào nhưng trước số lượng áp đảo cũng chỉ như là lũ nít danh mọi người đã ra cổng thành ứng chiến với đám ma vật sari vô cùng hào hứng luyện đấm bốc nhưng nghĩ đến cảnh cô biến về dạng tinh tinh để chiến đấu cậu liền rơi vào trầm mặc lúc này lu lu ne với vòng khí đen bao quanh đến gần cậu làm cậu sợ hết hồn cậu tưởng cô sợ hãi chiến đấu nhưng không ngờ cô lại sợ nếu không bảo vệ được vương đô thì các món ngon đều không được thưởng thức nữa cô quyết tâm sẽ đá cho chúng bằng chết sao bên cạnh cậu toàn những người không bình thường thế này? Oziga tiến lên kéo ống tay của cậu, muốn cậu hứa khi mọi chuyện xong xuôi có thể xoa đầu mình. Nhóm người của hội mạo hiểm giả thì phải gọi là chúa hề. Địch còn chưa ra trận đã tự phá thành mình rồi. Cái tên biến thái thích khoe hàng này nữa, còn lên cổng thành khoe cho bàn dân thiên hạ nhìn. Gasso và Elix cũng lên sàn, dơ cao lá cờ mạo hiểm giả. Kỵ binh có nhóm duy nhất bình thường nơi này. Ma vật bắt đầu tấn công thành, Gasso phấn kích nhảy từ trên cao xuống dẫn đầu đám người. Khi xe chi cũng muốn xuống thì ma thánh ngăn cậu lại bảo cậu cứ từ từ mà quan sát. Nhìn qua cách đánh của họ có vẻ biến thái nhưng lại vô cùng có hiệu quả. Gasso và Elit thì không cần phải bàn nữa rồi. Chỉ là tôi không ngờ tên biến thái thích khoe của cũng được việc phết. Một cú xoay của hắn thành công bắn hạ đám ma vật xung quanh. Bất ngờ nhất là ba anh chàng này sử dụng tuyệt kỹ của gia tộc hoa hồng bọn họ làm cho bông cúc đám ma vật nở hoa để hạ gục bọn chúng. Ông chủ quán cà phê cũng ra trận, chỉ dùng một nhát kiếm đã hạ gục được vua mãnh thú. Lúc này Xe Chi mới biết ông là sát thủ trong truyền thuyết. Sazia cũng biến ra cánh tay khỉ đột, dần cho bọn ma vật ra bã. Khi Achia dùng ma pháp hệ băng tiêu diệt ma vật thành công đánh thức ma thánh đang ngủ gật. Con người ông từ xua đến nay chỉ quan tâm đến ma pháp mà thôi. Lulu ne cũng không thua kém, nay thì dám cản trở chủ nhân và bữa ăn của cô. Oziga không hổ là cựu sát thủ, xử lý vô cùng nhanh gọn đối thủ ba người trên thành làm khán giả xem cũng đã rồi. Lúc này, ma thánh bắt đầu ra tay, ông triệu hồi ma pháp bắn phá vào đám vật. Nhưng bọn chúng quá đông quá nguy hiểm nên không si nhê gì cả. Ông tiếp tục triệu hồi ma pháp lốc xoáy tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, đừng đùa với ninja rùa. Xe chi bên cạnh vô cùng nể phục ông uy lực ma trận lớn như vậy mà ông vẫn có thể kiểm soát sao cho không chúng đồng minh bên mình. Tưởng mọi chuyện đã xong, không ngờ lúc này lại nghe tin cấp báo. Phía sâu trong rừng xuất hiện thêm đại quân của ma vật, cấp độ toàn bộ đều là đại bót số lượng mới đến còn gấp đôi vừa nãy đang tiến thẳng đến đây cuộc chiến thật sự đánh cược tương lai của đất nước này giờ mới thật sự bắt đầu ma vật quá đông và mạnh mọi người cũng dần đuối sức dần bị đẩy lùi xe chi đang suy nghĩ làm sao tạo ra ma pháp tiêu diệt ma vật trên diện rộng nhưng biết phân biệt địch ta cậu đã có ý tưởng cậu dùng kỹ năng sáng tạo ma pháp tưởng tượng ra loại ma pháp như sự trừng phạt của thần linh nhưng khi phóng ma phát ra lại chẳng có hiện tượng gì thật là mất mặt Lúc xe chi còn đang ôm đầu vì ngượng ngùng thì tượng thần đã giáng đòn chính nghĩa. Những chùm sáng từ trên trời đánh xuống các ma vật. Chỉ trong chớp mặt, quân đoàn ma vật đông như kiến toàn bộ đã bị quét sạch. Thực ra ma pháp cậu vừa tạo ra là ma pháp giáng ánh sáng trừng phạt xuống tất cả những thứ gây hại đến người sử dụng. Gasso và Elit bị ánh sáng trừng phạt giáng xuống nhưng lại vô cùng phấn khích. Tên béo này không tin vào mắt mình. Khi định dùng ma pháp triệu hồi thêm ma vật thì bị ánh sáng trừng phạt giáng xuống vì có ý đồ làm hại xe chi quay lại với nam chính năng lượng tiêu diệt ma vật đột nhiên phát sáng giúp nam chính thăng cấp do cậu đã lĩnh hội được lượng lớn kỹ năng nên cần kết hợp những hệ thống kỹ năng khác nhau lại và sáng tạo ra những kỹ năng mới đức vua bên cạnh thấy vậy liền cảm thấy đây là một điều hết sức tuyệt vời ông mong từ giờ cậu có thể dùng sức mạnh đó bảo vệ đất nước này dàn harem của anh cũng quay lại thành các cô hết lời khen anh xe chi thực hiện lời hứa xoa đầu cô bé thấy vậy ma thánh già không đứng đắn mắt long lanh đòi xoa đầu thôi cho cậu xin khiếu Ma Thánh nghiêm túc trở lại. Nhận ra tài năng của cậu, ông muốn mời cậu về làm giảng viên cho học viện của mình. Bọn họ quyết định lúc xuất phát sẽ là sau khi nhóm Louis trở về. Trong thời gian vài ngày rảnh rỗi này, cậu hẹn hò lần lượt với các cô gái sau khi nhận được sự đồng ý. Bọn họ đã có một ngày dạo phố, xem phim vô cùng vui vẻ. Hôm nay sẽ đến lượt Sazia, nhưng không ngờ cô muốn dẫn theo Oziga cùng đi. Cô bé toàn phải ở nhà trong nhà nên Sazia thấy tội nghiệp muốn dẫn cô bé ra ngoài chơi gia đình ba người hạnh phúc nắm tay nhau đi chơi. Lúc này ở Vương Đô, mọi người ra tiễn nhóm của xe trì. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đời người nào chẳng phải nói lời chia tay nhưng đây không phải sự biệt ly cả đời. Cậu muốn gặp lại họ trong dáng vẻ trưởng thành và khỏe mạnh. Đúng lúc này, một tên siêu nhân nhảy lên nóc xe của bọn họ, anh ta chính là anh hùng của chính nghĩa ga gan đo tất đảo. Lại một tên biến thái mới xuất hiện, đời xe chi ở thế giới khác từ giờ sẽ ra sao đây? Thế là chuyển sinh đẹp trai phải kết thúc ở đây thôi, còn chưa hiểu chuyện gì mà đã đến tập cuối rồi khi nào có mùa hai chúng mình sẽ cập nhật nhanh nhất cho các bạn nhé giờ thì xin chào và hẹn gặp lại